Hi, my dear students, grade 7 at Chu Văn An Union High School. My name is Kim Hồng. Cô Hồng xin chào các em học sinh thân mến của khối 7 trường trung học cơ sở Chu Văn An nhé. Today we review the first midterm test. Hôm nay chúng ta sẽ ôn bài kiểm tra giữa học kỳ 1 nhé. We will review from Unit 1 to Unit 3, Lesson 1. Chúng ta sẽ ôn từ đơn vị 1 cho đến đơn vị 3, bài học số 1 của đơn vị 3 nhé. Now, revision the first midterm test 2022-2023 with Unit 1. Revising vocabulary about hobbies. Collect soccer stickers. Build models, bake cakes, make blocks, read comics, play online games. Chúng ta sẽ ôn lại từ vựng nói về sở thích nhé. Using the present simple, talk about habits or things that happen regularly. Chúng ta sẽ ôn lại thì hiện tại đơn để nói về thói quen hoặc là những điều xảy ra thường xuyên. Positive, hãy khẳng định subject plus verb. Verb S or verb ES. Negative, thể phủ định subject plus don't or doesn't plus verb. Questions, câu hỏi do or does plus subject plus verb. Answer, yes, subject plus do or does. No, subject plus don't or doesn't. Revising prepositions of place. Chúng ta sẽ ôn lại giới từ chỉ nơi chốn at, in, on, in front of. Behind, beside, next to, opposite, between, and. Using the present continuous for future plans. Chúng ta sẽ ôn lại thì hiện tại tiếp diễn cho những dự định ở tương lai. Positive, subject plus be plus verb in. Negative, subject plus be not plus verb in. Questions, be plus subject plus verb in. Subject plus yes, subject plus be. No, subject plus be not. Revising vocabulary about extreme sports. Chúng ta sẽ ôn lại từ vựng về những môn thể thao mạo hiểm. For example, windsurfing, mountain biking, skateboarding, rock climbing, jumping. Okay, we move to unit 2. Revising vocabulary about a healthy lifestyle. Chúng ta sẽ ôn lại những từ vựng về cái lối sống khỏe mạnh. For example, get some sleep, eat fruit and vegetables, eat fast food, drink soda, healthy, unhealthy, keep warm, take medicine, take vitamins. Using indefinite quantifiers, a little, not much, a few, some, not any, lots of, a lot of. Chúng ta sẽ ôn lại cách sử dụng những số lượng bất định nhé. Giving advice and persuade someone to have a healthy lifestyle by using should or shouldn't plus verb infinitive. Chúng ta sẽ ôn lại cách sử dụng should hay là shouldn't để cho lời khuyên hoặc là thuyết phục người nào đó có một cái lối sống khỏe mạnh. Sau should và shouldn't, các em sẽ dùng verb infinitive, động từ nguyên mẫu. We come to unit 3. Revising vocabulary about music that you like. Chúng ta sẽ ôn lại từ vựng về âm nhạc mà bạn thích. For example, jazz, pop, rock, hip hop, classical music, country music. Using the present simple, talk about things that we consider as facts, such as likes or dislikes, are true for a long time. Chúng ta lại tiếp tục ôn lại thì hiện tại đơn để nói về những điều sự thật là chúng ta thích hay là không thích. Đây công thức cô đã nhắc ở Unit 1. Ok nào, bây giờ chúng ta sẽ vào phần bài tập nhé. Choose the word whose underlying part is pronounced differently. Chúng ta sẽ chọn một từ khác với từ còn lại. Nào, let's look at
Number one, Seth, Mike, Mac, Ellie. Which one you choose? Vậy là câu nào chúng ta sẽ chọn? Seth, Mike and Mac là sound A, Ellie sound E. We choose D. Number one, D. Number two, Bowling, Story, Jobbing, Sparks. Bowling là âm âu, Story, Jobbing and Sparks sound O. Vậy chúng ta chọn A, number two, A. Number three, Lunch, Drunk, Hurt, Mort. Ở đây chúng ta thấy hurt làm ơ kéo dài. Vậy thì we choose C, number three, C. Number four, cups, bowls, flats, wicks. Ở đây chúng ta có nhóm từ T, K and P. Chúng ta đọc âm sờ. Vậy thì chỉ còn bowls làm giờ. We choose B. Ok, number five. Give, get, good, ginger. Ở đây chúng ta có A, B, C là giống nhau. Chỉ có ginger, we choose number 5, D. Number 6, dances, invites, lies, has. Ở đây chúng ta có invites, lies, này has. Phải âm sờ vì nó trong nhóm từ FKBT. Chúng ta sẽ chọn A, dances. Number 7, finishes, watches, goes, passes. Ở đây chúng ta có finishes, watches, passes là âm is, chỉ còn goes là âm giờ. Chúng ta chọn C. Number 7, we choose C. Number 8, cans, sticks, as, bears. Ở đây chúng ta có nguyên một nhóm cans là âm giờ, as là âm giờ, bears là âm giờ, chỉ có sticks âm giờ. Number 8, we choose B. Ok, now back to. Chúng ta qua 2 phần 2 La Mã. Choose the words that has a different stressed syllable for the rest. Chúng ta sẽ qua phần dấu nhấn. Chúng ta sẽ chọn dấu nhấn khác với những từ còn lại. Number 1, comic, collect, tonight, behind. Vậy thì which one you choose? We choose A, comics. The first, stressed, nó sẽ nhấn ở âm 1. Collect, tonight, behind là nhấn ở âm số 2. The second, stressed. Number 2, badminton, equipment, opposite, teenager. We choose B, equipment. Chúng ta sẽ nhấn ở âm số 2. Còn badminton, opposite, teenager, the first stress là nhấn ở âm thứ nhất. Number 3, tired, advice, tức hẹp, fever. We choose B, advice, nhấn ở âm 2. Tired, tức hẹp, fever, the first stress là ở âm thứ nhất. Number 4, classical, character, popular, conclusion. We choose D, conclusion là nhấn ở âm số 2, the second. Classical, character, popular là the same, nhấn ở âm thứ nhất. Ok now, continue. Number 5, enjoy, model, fever, lifestyle. We choose A, enjoy, the second stress syllable. Enjoy nhấn ở âm thứ 2. Model, fever, lifestyle là âm thứ nhất, the first stress. Number 6, medicine, exciting, classical, vitamin. We choose B, exciting là nhấn ở âm số 2. Medicine, classical, vitamin là the first stress. Number 7, garlic, dessert, lemon, cotton. We choose B, garlic, lemon and cotton là the first stress and dessert the second stress.
Ở âm số 2, number A. We choose talent. Talent là the first stress, âm thứ nhất. Còn lại là support, event, collect là âm thứ hai. We come to part 3. Choose A, B, C, or D before the answer that's best complete it sentence below. Chúng ta sẽ qua trắc nghiệm chọn A, B, C, or D. Number 1. Student A, are you going to the music club tonight? Bạn có dự định đến câu lạc bộ âm nhạc tối nay không? Student B answer. No, they are playing jazz tonight. And I. Họ đang chơi nhạc gia tối nay. We choose C and I don't like it. Và tôi không có thích nó. We choose C. Number 2. Harry loves about the nature. He carries his camera everywhere. Harry thích làm gì về thiên nhiên? Và anh ta đã mang cái máy quay phim của anh ta khắp mọi nơi. Maybe we choose B, making blogs. Anh ấy rất là thích làm blogs, nhật ký hàng ngày ha. Number 3. There is oranges in the fridge. Would you like a glass? Có nước cam, nước ép cam ở trong tủ lạnh. Bạn có muốn uống một ly không? Ở đây nước cam không có đếm được. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái gì ta? Some. That's right. We choose D. Nước cam không đếm được, chúng ta không có thể dùng many nha. Còn a lot là phải a lot of. Number 4. My favorite hobby is, and I think I'm good at it. My friends say my cookies taste amazing. Thú giải trí của ưa thích nhất của tôi là môn nào là cái gì? Các bạn xem thử coi. Và bạn ấy nghĩ là bạn ấy rất thích. Các bạn của tôi thường nói là các cái loại bánh của tôi làm nếm rất là ngon. Vậy thì we choose A, baking, làm bánh, nướng bánh. Number 5. You take the stairs. Chúng ta nên đi cầu thang bộ, not the elevator. Đừng đi cầu thang máy. Walking is good for your health. Đi bộ rất tốt cho sức khỏe. Vậy suốt chúng ta chọn gì? B. Number 5, B. Okay, now we come to number 6. I'm sorry, I can't go with you because I. Tôi xin lỗi, tôi không thể đi với bạn bởi vì tôi đang chơi cầu lông. I badminton with Julie this afternoon, chiều nay. Vậy thì number 6, we choose C. I am playing. Andy drank a lot of ice soda yesterday. Andy đã uống nhiều nước soda vào ngày hôm qua. So he has a today. Vậy thì Andy uống nhiều nước ngọt có ga, anh ấy sẽ bị cái gì? It hurts when he swallows. Nó làm đau khi anh ấy nuốt. Okay, now we choose A, sore throat. Anh ấy bị đau cổ họng. My sister always comments after she finishes her homework. Chị tôi luôn luôn đọc truyện tranh sau khi làm xong bài tập. Vậy thì đọc chúng ta dùng động từ gì? Number A, D, read. If you don't get enough sleep, you will feel tired the next morning. Nếu bạn không có ngủ đủ thì bạn sẽ cảm thấy mệt vào sáng hôm sau. Vậy chúng ta chọn cái gì? Which one you choose? We choose B, stay up late. You shouldn't stay up late. Không nên thức khuya. Number 10, student A asks, how much takeaway food do you eat every week? Mỗi tuần, bạn đã ăn bao nhiêu thức ăn mang đi, thức ăn nhanh đó? Student B, answer, just a little, một ít thôi. We choose D. You should regular exercise. Chúng ta nên tập thể dục thường xuyên. Go swimming and lead an active life. Đi bơi và có một cuộc sống năng động. Vậy thì tập thể dục chúng ta sẽ dùng động từ
D. Do. We choose C. Okay, now we come to number 12. Fruits and vegetables are good for you because they provide. Trái cây và rau củ rất tốt cho mình bởi vì cung cấp nhiều vitamin. Which one you choose? We choose lots of là nhiều. You should during winters or you may catch a cold. Bạn nên làm gì trong suốt mùa đông hay là bạn sẽ bị nhiễm lạnh? Maybe we choose D. D, keep warm, nên giữ ấm. Number 14. My dad hurt his. Ba tôi đã bị đau cái gì? When he was moving the sofa yesterday. Khi ba tôi rời khỏi ghế sofa vào ngày hôm qua. It hurt so much that he couldn't stand up. Nó làm anh ba đau rất nhiều đến nỗi không có đứng dậy được. Vậy thì we choose back. Ba tôi bị đau lưng ha. Number 15. The children prefer hip hop. Những đứa trẻ rất thích nhảy hip hop. But their parents, we choose C, don't like it at all. Nhưng ba mẹ thì không thích. Number 16, guess what? Hãy đoán xem, my favorite band is performing at the club near my house. April the 2nd, ban nhạc ưa thích nhất của tôi đang trình diễn ở câu lạc bộ gần nhà tôi vào ngày 2 tháng 4. Would you like to come with me? Bạn có muốn đi cùng với tôi không? Vậy ở đây trước ngày thì chúng ta sẽ dùng giới từ on nha. Trước tháng mới dùng giới từ in, và ở này có ngày chúng ta sẽ dùng giới từ on. We choose C. Okay, now we move to part 4. Look at the side or picture. Choose the best answer A, B, C or D for each side or picture. Giờ chúng ta qua phần thứ tư là chúng ta nhìn biển báo hoặc là bức tranh và chúng ta sẽ chọn A, B, C or D. Now look at the picture. A, B, C, or D. Now the picture. The Cordon Bar, Friday channel 9, May 27th, 2022, 8 p.m. Special performance by Jump for Cha. 10% discount for students. Ở đây chú ý là cái bức tranh này là giới thiệu một cái buổi tối thứ sáu trình diễn nhạc jazz vào ngày 27 tháng 5, 2022 vào lúc 8 giờ tối. Và buổi trình diễn đặc biệt này dành cho nhạc jazz. Và chúng ta chú ý là có 10% giảm giá dành cho học sinh. Vậy thì we choose C. Student can buy tickets at a lower price. Học sinh có thể mua vé với cái giá được giảm thấp hơn. Nào, we choose C. Okay. Number 2. Look at the picture. Movie night. Tuesday, 12 June 10 a.m. The John's home. $5 off for tickets before 28 May. Free popcorn. 5% giảm giá cho giá vé trước ngày 28 tháng 5 và miễn phí cái miễn phí bắp rang popcorn. Okay, now look at this. A, B, C or D. We choose C. It's cheaper to buy tickets before 28 May. Sẽ rẻ hơn nếu chúng ta mua vé trước ngày 28 tháng 5. Now we choose C. We move to part 5. Read the following message. Decide if the statements 1, 2, 3 or 4 are true or false. And choose the correct answer A, B, C or D for the questions 5 and 6. Giờ chúng ta sẽ có một cái bài đọc và chúng ta sẽ quyết định là câu 1, 2, 3, 4 là đúng hay sai. Và chúng ta sẽ chọn câu
A, B, C, D ở câu hỏi số 5 và số 6 nhé. Ok nào. The reading. Firstly, you should eat balanced meals. You should eat lots of fruits and vegetables because they are full of important vitamins. Trước tiên chúng ta nên ăn những bữa ăn cân bằng. Chúng ta nên ăn nhiều trái cây và rau bởi vì chúng nhiều chất bổ dưỡng quan trọng. You shouldn't eat too much fatty food. Things like chips and burgers have a lot of fat. Chúng ta không nên ăn quá nhiều thức ăn có chất béo, những thức ăn như là khoai tây chiên hay hamburger. Also, be careful with sugar. If you eat a lot of sweet fruit, the sugar gives you energy for a short time. But afterwards, you feel more tired. Cũng như vậy, chúng ta phải cẩn thận với đường. Nếu các em ăn rất là nhiều thức ăn ngọt, đường cho các em năng lượng trong một thời gian ngắn thôi, nhưng sau đó, các em sẽ cảm thấy mệt mỏi. Secondly, exercise should be brought up daily routine. Don't hurt yourself. Start with gentle exercise. Exercise for at least 15 minutes every day. Or you can try a team sport or join a gym. Exercise can also be cycling in place of taking the bus or using the stair in place of the elevator. Rồi, thứ hai nữa, tập thể dục là sẽ là nên làm một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đừng có tự làm tổn thương mình bằng cách tập thể dục. Bắt đầu với bài tập nhẹ nhàng. Tập thể dục ít nhất mỗi ngày 15 phút. Hoặc là mình có thể tham gia một cái môn thể thao đồng đội hay là tập thể dục thể hình. Tập thể dục cũng có thể đạp xe đạp thay cho đi xe bus hay là sử dụng cầu thang bộ thay cho cầu thang máy. Moreover, staying healthy requires enough sleep. It's sometimes okay to go to bed late, but if you stay up late too often, it will be bad for your health. Try to sleep 8 hours every night. Và thêm nữa là chúng ta sẽ giữ gìn sức khỏe bằng cách ngủ đủ. Thỉnh thoảng là nếu đi ngủ trễ thì cũng tạm được, nhưng nếu thức khuya quá thường xuyên thì điều này không tốt cho sức khỏe của mình. Cố gắng ngủ đủ mỗi đêm là 8 tiếng đồng hồ. Finally, every year, you should go to the doctor for medical checkup. When you get fit and healthy, you will feel right. Cuối cùng mỗi năm chúng ta nên đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Và khi bạn thấy sức khỏe mình mạnh khỏe và vừa vặn thì mình sẽ cảm thấy cuộc sống rất là tuyệt vời. Ok now, we come to question. Number one, fruits and vegetables have a lot of important vitamins. Trái cây và rau thì có rất nhiều chất bổ quan trọng. It's true. That's right, true. You should eat chips, hamburgers and lots of sweet food. Chúng ta nên ăn nhiều khoai tây chiên, hamburger và thức ăn ngọt. I think it's false. Ok, number two, false. Sugar gives you energy for a long time. Đường cho mình nhiều năng lượng trong một thời gian dài. It's fun. Sugar gives you energy for a short time. Đường chỉ cho mình năng lượng trong một thời gian ngắn thôi. False. Keep fit and stay healthy by doing exercise, going to bed on time and having medical checkup every year. Giữ cơ thể vừa vặn khỏe mạnh bằng cách tập thể dục, đi ngủ đúng giờ và kiểm tra sức khỏe tổng quát hàng năm. It's true. Ok. When you keep fit and stay healthy, you will feel khi bạn giữ sức khỏe vừa vặn khỏe mạnh thì bạn sẽ cảm thấy rất là tuyệt nhé. We choose D. Ok. Number 6. What is the passage mainly about? Cái đoạn văn này chủ yếu nói về cái gì vậy các em? How to become unhealthy? No. Cách để trở nên không khỏe mạnh? No. How to eat many kinds of food? Cách để ăn nhiều loại thức ăn? No. How to do morning exercise? Cách để tập thể dục buổi sáng? No. We choose C. How to become healthier?
cách để trở nên khỏe mạnh hơn vì nó cho rất nhiều, nó cho rất nhiều lời khuyên ha. Number 6, we choose C. Ok. Ok nào, part 6. Complete each plan based up the following boxes with one of the given words in the box. Giờ chúng ta sẽ xem những từ trong cái hộp này và chúng ta sẽ điền xuống cái bài reading thứ hai. Next to, free, up, shopping, models, text, swimming, to, spend, me, cart, and buy. Look at this. Hi, Michael. Are you next Sunday? My dad is taking and my brother to the new theme park. It's the sports center. Do you want come? My dad can pick you at 8 a.m. It's 1 hour to get there. Tickets $30. There are many amazing water slides and especially this aqua. It will be incredibly fun and thrilling when you run on water inside a huge pond. And don't worry, it's not dangerous at all. There's also a souvenir shop when you can buy beautiful wooden boat for your collection. Let me know if you can come Thursday. I hope you can come. See you soon, Jackson. Ở đây Jackson viết thư cho Michael hỏi bạn có rảnh vào ngày Chủ nhật không? Vậy thì number one chúng ta sẽ điền free. Rồi, ba tôi sẽ dẫn tôi, ba tôi phải dẫn tôi rồi, vậy là we choose me, chúng ta sẽ chọn me. Và anh tôi đi đến một cái công viên mới. Ok, number 3, next to, nó ở bên cạnh cái trung tâm thể thao. Bạn có muốn tham gia không? Ở đây want, chúng ta dùng to nhé, want to come. Ba tôi sẽ đón bạn vào lúc 8 giờ sáng. Ở đây đón mình sẽ dùng giới từ up, pick you up sẽ đón bạn. Ok. Rồi, nó mất khoảng 1 tiếng để đi đến đó. Mất khoảng là cô dạy rồi. Chúng ta sẽ sử dụng động từ text. Giá vé mất $30. Ở đây giá vé tốn $30. Và giá vé đây số nhiều. Cost, chúng ta không có thêm S. Cost. Có nhiều công viên trượt nước rất là vui. Và đặc biệt là có cái gì? Có cái trò chơi gì? Shopping. Nó vui không có tưởng tượng được khi bạn lăn tròn trên nước và bạn ngồi trong một cái quả cầu rất là to lớn, đó là shopping, trò chơi shopping ha, môn bóng lăn và mình ngồi trong một cái quả cầu và nó lăn trên nước. Và đừng lo, nó không có nguy hiểm đâu. Có một cái cửa hàng lưu niệm khi bạn có thể mua cái gì mà mua mô hình thuyền gỗ cho bộ sưu tập của bạn. Hãy để cho tôi biết nếu bạn có thể đến vào ngày thứ năm. Vậy thì chúng ta sẽ dùng giới từ bài. Tôi hy vọng bạn sẽ đến. Hẹn gặp bạn sớm nhé. Ok nào. We come to part 7. Supply the correct form of the word given in its bracket below. Bây giờ cô cho cái này được gọi là word form, từ cùng một gia đình. Cô cho một từ và chúng ta sẽ ghi cho cô một từ cùng gia đình nhé. Number 1. Fizzy drinks such as soda or cokes are very, they contain a large amount of sugar. Nước có ga như soda hay là coca thì rất là không có khỏe mạnh vì chứa một lượng lớn đường. Vì không khỏe mạnh chúng ta sẽ sử dụng unhealthy adjective. Number 2, you should eat a lot of fruit. Chúng ta nên ăn nhiều trái cây. Vậy nhiều trái cây nó sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh ha. It helps to keep you healthy. Number 2, healthy adjective. Joey's hobby is building models. Sở thích của Joey là xây dựng mô hình. He has a big wooden model boat. Anh ấy có một bộ sưu tập rất là nhiều về mô hình thuyền. Vậy thì we choose collection. Number 4.
You need to pay $50 to hire at the safety for rock climbing. Chúng ta cần trả $50 để thuê cái thiết bị an toàn cho chuyện leo núi của mình. Vậy thì thiết bị chúng ta sẽ dùng equipment. Number 5. Anna is afraid of height. Anna rất là sợ độ cao. She thinks the roller coaster at the fair are. Ở đây cô ấy nghĩ cái môn roller coaster ở hội chợ thì rất là nguy hiểm. Chúng ta sẽ dùng dangerous. Number 6. The first time I went shopping, I felt really, but now I'm totally into it. Lần đầu tiên mình chơi shopping thì mình cảm thấy rất là lo sợ. Chúng ta sẽ dùng scared. Ở đây con người chúng ta thêm ed nhé. Scared. Nhưng bây giờ là chúng ta, bạn này đã hết sợ rồi, hoàn toàn hết sợ. Okay, now number 7. Last night, Andy ate too much and had a terrible. Tối hôm qua Andy đã ăn quá nhiều và anh ta bị đau bao tử, đau bụng rất nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ dùng stomachache. Đau bụng hoặc là đau dạ dày là stomachache. Number 8. You should eat every day and you should don't skip breakfast. Các em nên ăn đúng cách, hợp lý mỗi ngày và chúng ta không nên bỏ bữa ăn sáng. Ở đây, proper là adjective, tính từ, chúng ta chuyển thành trạng từ. Chúng ta sẽ thêm ly vào properly. Ok, number 9. Mike couldn't sleep last night. Tối hôm qua, Mike không thể ngủ được. Today, he was really tired. Và ngày hôm nay anh ấy rất là mệt. So he fell in math class. Anh ta sẽ ngủ thiếp đi trong giờ học toán. Vậy thì ngủ thiếp đi chúng ta sẽ dùng asleep. Asleep. Number 10. Louisa never does any exercise. Louis không bao giờ tập thể dục. She and feels tired all the time. Cô ấy sẽ không thấy khỏe mạnh và cảm thấy mệt mỗi lúc. Vậy là ở đây fit chúng ta sẽ dùng unfit, không có khỏe mạnh. Number 11. Scuba diving looks. Môn lặn dưới biển sâu mà có sử dụng bình dưỡng khí trông rất là hấp dẫn. I think I will try it. Cho tôi nghĩ tôi sẽ thử nó. Vậy thì hấp dẫn, thú vị. Mà đây là một cái môn thể thao, chúng ta sẽ dùng exciting. Ok, exciting. Number 12. Kate is having a birthday party next Sunday. Chủ nhật tới, Kate sẽ dự định có một bữa tiệc sinh nhật. She sent me an yesterday. Ngày hôm qua, cô ấy đã gửi cho tôi một cái lời mời. Lời mời của động từ invite là invitation. Ok, invitation. Ok, now we move to part 8. Giờ chúng ta đến phần số 8 nhé. Use the given words or phrases to make complete sentences. Chúng ta sẽ sử dụng những từ cho sẵn hoặc là những nhóm từ cho sẵn để làm thành một câu hoàn chỉnh nhé. Look at this. Number 1, number 2, 3, 4, and 5. And the answer is Sophia usually plays tennis at the sports center on Tuesday. Ở đây Sophia là ngôi thứ ba số ít cho nên plays chúng ta thêm s và ở một cái trung tâm thể thao chúng ta dùng giới từ at. Còn trước thứ thì chúng ta sẽ dùng giới từ on. Sophia thường là chơi quần vợt ở trung tâm thể thao vào ngày thứ ba. Number 2. My brother and I enjoy playing computer games. Anh tôi và tôi thích chơi trò chơi trên máy vi tính. Vậy thì ở đây enjoy thì chúng ta sẽ dùng verb in nhé. Enjoy playing. Now number 3. Let's go to the bowling alley next to the theater tonight. Ở đây let's chúng ta dùng verb infinitive. Và đi đến nơi nào đó chúng ta sẽ dùng go to the. Chúng ta hãy đi đến khu vui chơi bowling
Rồi sau đó next thì nó đi với lại với từ to. Kế bên rạp hát vào tối nay nhé. Ok, number 4, the answers. Tommy is going shopping with Mike at 4 p.m. this Friday. Tommy sẽ chơi trò chơi shopping với Mike vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ sáu này. Ở đây chúng ta thấy có thời điểm 4 giờ chiều, chúng ta sẽ dùng to be plus verb in. Number 5. Matt always listens to pop music when he wants to relax. Matt luôn luôn nghe nhạc trẻ khi anh ta muốn thư giãn. Ở đây Matt cũng ngôi thứ ba số ít. Chúng ta listen thêm Matt. Và nghe cái gì thì chúng ta sẽ dùng giới từ to. Listen to pop music. Và sau đó động từ wants chúng ta cũng thêm s vì là ngôi thứ ba số ít. Và giữa wants và relax thì phải có to. Vậy thì the answer, Matt always listens to pop music when he wants to relax. Ok nào, number 6, 7, 8, 9 and 10. Now look at the answers. Ở đây có một buổi lễ hội về âm nhạc ở trong thành phố vào tháng 9. Có một buổi chúng ta sẽ dùng there is a music festival in my city in September. Ở thành phố lớn chúng ta dùng giới từ in và trước cái tháng chúng ta cũng dùng giới từ in nhé. Now number 7, the answer. Rebecca loves listening to folk music in her free time. Ở đây ngôi thứ ba số ít, Rebecca, chúng ta loves thêm s. Sau động từ love, chúng ta dùng verb in, listening to folk music in her free time. Rebecca thích nghe nhạc dân ca khi cô ấy có thời gian rảnh. Ok nào, number 8. Taylor Swift is my favorite singer. Her performances are always wonderful. Taylor Swift là ca sĩ ưa thích nhất của tôi. Ở đây có một ca sĩ thôi, động từ to be, câu chia là is. Her performances are always wonderful là những buổi trình diễn của cô ấy thì luôn luôn tuyệt vời. Ở đây số nhiều performances cho nên động từ to be là are. Number 9. Eating lots of candies and cookies is not good for you. Eating lots of candy or cookies is not good for you. Ăn nhiều kẹo và bánh tây, bánh quy thì không tốt cho bạn. Vậy thì nhiều chúng ta sẽ dùng lots of. Giữa candies và cookies chúng ta có thể dùng and hoặc là or. Và không tốt cho bạn thì chúng ta sẽ dùng giới từ for nhé. Number 10. Ở đây slice là đếm được cho nên chúng ta sẽ dùng how many. How many slices of pizza do you want? Có bao nhiêu miếng pizza mà bạn muốn ăn? Những miếng pizza chúng ta sẽ dùng slice of pizza. Ok, now we come to part 9. Finish the second sentence so that it means the same as the first. Bây giờ chúng ta sẽ viết câu số 2 mà nghĩa của nó giống như câu số 1. Và đây là phần cuối cùng của trong bài kiểm tra giữa học kỳ của mình. Number 1. Peter finds skateboarding interesting. Peter nghĩ là môn trượt ván rất là hấp dẫn. Ok now, the answer. Peter is interested in skateboarding. Peter rất quan tâm đến môn skateboarding. Ở đây chúng ta sẽ dùng nguyên cái thành ngữ to be interested in. Number 2. There are no vegetables in the kitchen. Ở trong nhà bếp không còn rau củ nữa. Vậy thì the answer, we don't have any vegetables in the kitchen. Ở đây là negative sentence, câu phủ định, chúng ta sẽ dùng any. Number 3. It's important to sleep 7 to 8 hours a night. Thật là quan trọng để ngủ 7 hoặc đến 8 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Thì chúng ta sẽ khuyên bạn mình nên ngủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Now, you should sleep 7 to 8 hours a night. Number 4. It's not a good idea to eat too much sugar because it's bad for your teeth.
Thật không có hay nếu mà chúng ta ăn quá nhiều đường bởi vì nó không tốt cho răng của mình. Ở đây không là một ý kiến hay thì chúng ta sẽ có lời khuyên là bạn không nên. Vậy thì should chúng ta sẽ chuyển thành negative là shouldn't. You shouldn't eat too much sugar because it's bad for your teeth. Number five, my little brother doesn't eat much fruit. Em út của tôi không ăn nhiều trái cây. Vậy thì chúng ta sẽ nói là my little brother eats only a little fruit. Em nhỏ của tôi chỉ ăn rất là ít trái cây. Chúng ta sẽ dùng a little ở cái câu khẳng định positive sentence. Now number six, there's no milk in the refrigerator. Ở trong tủ lạnh không còn sữa nữa. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chuyển là not any nhé. We don't have the answer. Any milk in the refrigerator. Number seven, the bottle is nearly empty of water. Cái chai này thì gần hết nước rồi. Vậy thì chúng ta sẽ dùng there's not much water in the bottle. Không còn nhiều nước trong chai. Number eight, Ben likes making blocks about his plants and flowers. Ben thích làm blocks về thực vật và hoa. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng động từ to be nhé. This answer. Ben's hobby is making blocks about his plants and flowers. Sở thích của Ben là làm block về thực vật và hoa. Number 9. It often takes Ben 2 hours to make a block. Ben mất khoảng 2 giờ đồng hồ để làm một cái nhật ký hàng ngày. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển thành động từ spend và chúng ta thêm s ở ngôi thứ ba số ít. Còn to make chúng ta sẽ chuyển thành verb in là making. Nào, look at the answer. Ben often spends 2 hours making a block. Ben trải qua bỏ ra 2 giờ đồng hồ để làm blocks. Ở đây động từ spend chúng ta có thể điền với từ on vào. Number 10, I like electronic music most. Tôi thích âm nhạc điện tử nhất. Vậy thì chúng ta sẽ dùng my favorite cộng cho danh từ nhé. My favorite music or my favorite kind of music is electronic. Cái loại âm nhạc ưa thích nhất của tôi là âm nhạc điện tử. Chúng ta có thể sử dụng electronic music hoặc là electronic. Number 11. Am interested in cycling in the park. Tôi thích đạp xe đạp trong công viên. Vì thì chúng ta sẽ sử dụng I think cycle in the park is interesting. Tôi nghĩ đạp xe đạp trong công viên thì rất là hấp dẫn. Ở đây cycling là một môn thể thao cho nên chúng ta sẽ dùng interesting. Ok nào, thanks for your attention. Vậy thì bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô cảm ơn các em vì đã chú ý lắng nghe cô, bài khá là dài ha. Và cô chúc các em sẽ đạt được điểm cao trong kỳ kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1. Goodbye. See you soon. Hẹn gặp lại các em hàng tuần trong lớp nhé. Bye bye. Good luck to you.